Tôi đi làm về khuya và lái xe trên con đường ngoài ông. Thật ra tôi không thích ăn táo, tôi chỉ muốn ăn táo để cầu may, táo bình an. Này, tôi thật sự mệt mỏi khi lái xe đêm, may mắn thay, chỉ còn 20 phút nữa là về đến nhà. Gần đây tôi tăng ca rất nhiều, tan làm thì cũng đã muộn rồi. Ở vùng ngoại ông hoang dã này, cô gái xinh đẹp đến từ đâu vậy? Có chút đáng ngờ. Bạn có giúp cô gái này không? Cô gái trông rất thân thiện, xem ra tôi đã lo lắng quá mức rồi. Em thích hoa cúc nhất, trông chúng đẹp không? Cảm ơn anh trai đã đưa em về nhà. Nó bị cành cây đâm thủng, anh đừng nhìn qua nữa. Em không biết nó được dán ở đâu. Trước đây em từng bị tai nạn ông Tô và để lại sẹo. Em đã không ăn gì cả ngày, đói quá không nhịn được đành cắn một miếng. Cô ấy dường như không có bóng. Bị thương sau khi rơi xuống rừng. Anh trai tốt, anh có muốn uống nước không? Bạn có uống nước mà cô gái đưa không? Không, tôi không khát. Cô gái bí ẩn nói sắp về đến nhà rồi. Kỳ lạ, rõ ràng là một con đường thẳng trơn tru, sao lại báo có nhiều tai nạn, có xe tải lớn ở làn đường bên trái, tốt nhất nên tránh. Cơ thể cô gái trông không ổn lắm. Tôi nên làm gì nếu va vào ai đó? Chiếc xe lao ra khỏi đường. Còn một quả táo, cô ấy nói thích ăn táo mà. Đây có phải là nước mà cô gái bí ẩn vừa cho tôi uống không? Sao lại là sức mạnh bà? Chân tôi bị gãy rồi, tôi không thể cử động được, chắc tôi chết mất. Xe bị mất lái, đó là một thảm họa. Xe tôi bị lật rồi, làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm đây? Người phụ nữ bí ẩn vừa nãy nói cô ấy thích loại hoa này nhất, trên người cũng dán loại tiền giấy này. Đây là cô gái vừa lên xe của tôi, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Ngôi mộ này là của ai? Hãy thử triệu hồi hồn ma của cô ấy và xem cô ấy muốn gì. Anh ơi, em cô đơn quá, hãy ở lại với em nhé. Cô muốn gì? Bạn có đồng ý lời đề nghị của hồn ma không? Cảm ơn anh trai, anh đã cứu em. Anh đúng là một người tốt. Trông thật khó xử, tôi không muốn ngồi một chút nào. Tôi sẽ lấy ra và ngửi nó. Không phải tôi xả rác đâu. Tối qua tôi đã ăn quá nhiều. Ai mà xấu hổ khi mặc đồ đôi chứ? Đó là cách tôi lên tiếng. Tôi mặc nhầm đồ trước khi ra ngoài. Kính của tôi sợ đến mức tụt xuống. Cảm giác như ngồi trên kim châm. Đeo tai nghe vào, sẽ không làm phiền người khác nữa. Bắp chân tôi hơi ngứa. Đừng chuyển kênh nhé, cậu trai của chúng ta thích xem những cô gái xinh đẹp hơn. Hãy nhìn vào mặt bạn gái khi cô ấy nói chuyện. Tiểu Mỹ và tôi cực xem ai có gan hơn, nhưng khu vui chơi này thật đáng sợ. Cây kẹo mút này như thể nó vừa bị vứt đi. Tin tức gần đây khiến mọi người hoảng sợ. Tiểu Mỹ đã lén đưa cho tôi tờ giấy này trước khi tan học, điều này rất kỳ lạ. Tại sao Tiểu Mỹ lại rủ tôi đến đây? Nguy hiểm quá! Tại sao công tắc điện của khu vui chơi lại bị kéo xuống? Tại sao lại có kền kền trong thành phố? Khu vui chơi đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, tại sao vẫn còn đèn? Xem ra Tiểu Mỹ đã đi trước một bước. Có dấu vết của vật nặng bị kéo lê trên mặt đất. Sau khi vào khu vui chơi, Tiểu Mỹ hình như muốn hù dọa tôi.
Muốn mời tôi vào ngôi nhà ma ám sao? Đây có phải là áo khoác của tiểu Mỹ không? Nhưng tôi nhớ cô ấy không thích màu hồng. Túi lớn này dùng để đựng cái gì? Đây hẳn là dấu hiệu mà tiểu Mỹ để lại. Đoạn dây thừng này dùng để buộc cái gì? Đây chắc cũng là trò đùa của tiểu Mỹ. Kích thước của mặt nạ này chắc là của tiểu Mỹ bỏ lại phải không? Vào ngôi nhà ma để xem tiểu Mỹ rốt cuộc muốn làm gì. Vào ngôi nhà ma, khung cảnh bên trong khác xa những gì tôi tưởng tượng. Hình nộm này trông giống bạn cùng lớp của chúng ta. Trên gương đều là ảnh của những đứa trẻ vừa mất tích. Con rối này trông rất thật. Chủ đề của ngôi nhà ma là búp bê ma à? Có một thứ như vậy trong ngôi nhà ma. Đây có phải là do tiểu Mỹ viết không? Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game Rách Rách Rách. Đó là nét chữ của tiểu Mỹ. Làm sao cô ấy có thể có suy nghĩ kinh khủng như vậy? Cậu thật sự đã đến. Cậu đã quyết định làm bạn suốt đời với tôi chưa? Bạn có muốn thành bạn suốt đời với tiểu Mỹ không? Vậy sau đó, tôi sẽ gọi những người bạn tốt của mình. Anh yêu, anh nghĩ em nên mặc gì khi chúng ta đi chơi tối nay? Em cũng rất thích bộ này. Anh yêu, anh nghĩ chúng ta nên ăn gì? Hôm nay em chỉ muốn ăn gì đó nhẹ nhàng thôi. Đồ ăn đã sẵn sàng. Anh yêu, đã đến lúc làm điều gì đó rồi. Anh thực sự rất hiểu em. Anh ơi, em muốn ăn tôm. Anh thật chu đáo. Em hơi no rồi. Anh thật tuyệt vời. Có vẻ như mối quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước. Tối nay, anh có muốn đến nhà xem con mèo con của em không? Khi tôi đi làm về, tôi nhận được một chuyển phát nhanh kỳ lạ. Đây còn gọi là giao hàng riêng tư ư? Tiểu soái, đứa bạn xấu này lại đang giở trò gì vậy? Đây có thực sự là robot không vậy? Đây có phải là điều khiển từ xa của robot không? Hết pin rồi, xin chủ nhân sạc điện cho tôi. Robot bảo tôi sạc pin, fix cắm ở đâu? Thiết kế fix cắm trong lòng bàn tay, thật sự rất thông minh. Sau một lát, đã sạc xong rồi. Đã sạc xong rồi, xin hỏi chủ nhân cần dịch vụ gì? Tiếp theo, bạn kêu robot làm gì? Bạn gái robot thật tuyệt vời, chẳng bao lâu sau, căn phòng của tôi trở nên sạch sẽ. Cô ấy thậm chí còn biết nấu ăn, không còn phải ăn mì gói nữa. Ngay cả thùng rác cũng không tì vết. Giày đều được trải sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng. Quần áo cũng được treo gọn gàng. Giường của tôi chưa bao giờ gọn gàng như vậy. Tôi phải tắt nó nhanh mới được. Rất tiếc, điều khiển từ xa nằm trong tay robot. Còn 2 phút nữa là không kịp rồi. Phải làm gì đây? We'll be right back.
sau khi kiếm được tiền, tôi sẽ về nhà với quần áo đẹp và cải thiện môi trường sống tại trại trẻ mồ côi. Đã nhiều năm rồi, tôi không mặc quần áo mới. Không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Cảm ơn chị đã giúp em dọn dẹp. Sau này, mình không cần ra ngoài, nhặt ve chai kiếm tiền nữa. Chiếc giường mới thật mềm mại và thoải mái. Thật là một cái bàn đẹp. Tôi muốn học hành chăm chỉ và nhận được bằng cấp. Tôi cũng có bố mẹ rồi. Thật lớn và sáng sủa. Tôi đã chuyển lên thành phố sống. Đây đều là quần áo của tôi sao? Giờ tôi sẽ không còn bị lạnh nữa. Cũng không sợ đi bị ngã nữa. Tôi bị Tào Tháo rượt, rất khẩn cấp, nhà vệ sinh cách đó không xa. Đây là nhà vệ sinh nữ và có thể bị coi là côn đồ. Tôi gần như không thể chịu được nữa rồi. Nhà vệ sinh nam đang được dọn dẹp, tạm dừng sử dụng. Đây là cái gì? Bùa để xua đuổi tà ma à? Thế kỷ 21 rồi, vẫn có người mê tín như vậy sao? Tôi phải làm gì đây? Hà, không phải đang dọn dẹp sao? Giày của ai bị rơi vậy? Có thể là của người dọn dẹp. Đèn cứ nhấp nháy và cần được sửa chữa. Ai vẽ bậy ở đây vậy? Có người bị thương à? Sao căn phòng này lại bị niêm phong vậy? Phòng này có người ư? Có thể là người dọn dẹp. Đây là vết bẩn gì vậy? Nước sao lại có màu đỏ? Ống nước có bị gì sét không? Phòng này hẳn là dùng được. Ai vứt đồ chơi bừa bãi thế này? Nó làm tắc bồn cầu. Bạn vào phòng vệ sinh nào? Tôi ngày càng cảm thấy nhà vệ sinh này có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không nhịn được nữa rồi. Những lá bùa trừ tà này nhìn rất đáng sợ. Sao ở đâu cũng dán bùa vậy? Những bùa này có tác dụng gì? Sao đèn tự sáng và ngừng nhấp nháy vậy? Đây là vết móng vuốt sao? Có phải là đang tức giận không? Ai đã gửi tin nhắn khó hiểu này vậy? Em trai, cho mượn ít giấy đi. Đây là tay của phụ nữ, nhưng đây là nhà vệ sinh nam mà. Thật đáng sợ, phải chạy trốn ngay thôi. Mạng lưới người nổi tiếng. Thank you.
bạn đang xem kênh Mây Chơi Game rất rất rất. Dùng tiền giúp ông lão ăn xin ấm no. Mặc áo lông vũ vào. Thật hạnh phúc khi được tắm nước nóng. Tối nay tôi sẽ lái xe đi tìm tiểu hoa. Sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Trời sáng rồi. Có một tủ quần áo hàng hiệu, tôi sẽ chọn một cái. Tôi để lão già ở lại, tôi sẽ đi nhảy với lão vương ở quảng trường. Tôi vẫn nhớ kỹ thuật mắc xa của tiểu hoa hồi xưa. Không cần đi toilet ở đâu cả. Tôi có thể được sưởi ấm, cả cái mông tôi cũng ấm. Tôi không còn phải đến bãi rác để kiếm đồ ăn nữa.
bàn ăn này ngon quá. Đèn chùm xinh đẹp này có vẻ sẽ xài được lâu đây. Bàn chân không còn bị ướt cả ngày nữa. Còn có đồ nội thất thông minh, có thể phục vụ tôi nữa. Hôm nay tôi sẽ gặp bạn gái Mỹ Mỹ, người mà tôi đã hẹn hò trên mạng được 2 năm. Và tôi thực sự mong chờ điều đó. Cô gái đứng ở cửa không phải là Mỹ Mỹ sao? Xe này ngầu quá. Mỹ Mỹ lại hẹn ở khách sạn cao cấp như vậy sao? Ngày nay vẫn còn những trò lừa đảo qua mạng sao? Những tin tức gần đây thật sự đáng lo ngại. Ăn tối xong thì đã 10 giờ rưỡi rồi, tôi ngày càng buồn ngủ. Đây là kẹp tóc em mới mua. Khi nhuộm tóc bị sót một sợi, thật xin lỗi. Đây là danh sách khách hàng trong lịch làm việc của tôi. Tại sao có bọt trong rượu vang đỏ, tôi hình như đang buồn ngủ. Gần đây tôi đã đọc một cuốn sách và những ý tưởng trong đó rất thú vị. Trước đây, khi tham gia một buổi tiệc, tôi đã vô tình làm bẩn nó. Gần đây tôi bị dị ứng. Đây là thuốc trị dị ứng của tôi đấy. Mỹ Mỹ nhất định có vấn đề, tôi phải tìm cách thoát khỏi đây. Trong đồ đạc có ống tiêm và dao mổ ư? Hóa ra mọi thông tin về Mỹ Mỹ đều là giả. Ai đã để lại dấu tay trên tường vậy? Cửa bị khóa rồi, không thể mở được cửa từ bên trong. Tại sao cô ấy lại đội tóc giả chứ? Chai Acid Sunfusic này chỉ còn lại một nửa, nó được dùng ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Gói hàng này chứa những gì, tôi có linh cảm xấu. Tôi đã bị theo dõi rồi. Mỹ Mỹ đang tắm, giờ là thời điểm tốt để chạy trốn. Tiểu soái lấy giúp em khăn tắm được không? Bạn có muốn lấy khăn tắm không? Bạn đang xem kênh Major Game Rách Rách Rách.